Hà Thương xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tin tức tổng hợp được cập nhật liên tục trên Kênh News 24 giờ. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Jisoo được Dior tuyên bố danh phận chính thức, một bước thành đại sứ toàn cầu tận hai mạng. BTS xuất sắc phá kỷ lục 29 năm nhờ Dynamite, Knet khen ngợi hết lời nhưng vẫn còn một điều tiếc nuối. Fan của G-Idol gửi hai tối hậu thư sau khi biết Sujin vẫn không rời nhóm khiến Knet kinh ngạc. Khi của Shiny nghẹn ngào nói nhớ người anh quá cố Jonghyun trên sân khấu chiến thắng. Và sau đây là nội dung chi tiết. Jisoo được Dior tuyên bố danh phận chính thức, một bước thành đại sứ toàn cầu tận hai mạng. Vậy là sau bao lần thả thính qua lại, hôm nay Dior đã thông báo chính thức trên Instagram về danh phận mới của Jisoo với hãng. Cách đây không lâu, Dior khiến người dùng mạng xã hội dậy sóng khi đăng tải thông báo này trên Instagram với nội dung cụ thể như sau. Xin giới thiệu với mọi người tân đại sứ toàn cầu cho cả hai mảng thời trang và làm đẹp của chúng tôi, đó chính là Jisoo, thành viên của nhóm nhạc nữ Blackpink. Ở Jisoo chúng ta thấy sự hòa trộn giữa nét cá tính độc đáo của bản thân cô ấy, tính hiện đại của thương hiệu và sự sáng tạo đầy nhiệt huyết của Maria Grazia Chiuri. Jisoo chính là nguồn cảm hứng cho giám đốc sáng tạo thiết kế ra bộ sưu tập mùa thu 2021. Không chỉ thế, cô ấy còn thể hiện hoàn hảo giữa make-up look được sáng tạo bởi nhà trang điểm Peter Philip. BTS xuất sắc phá kỷ lục 29 năm nhờ Dynamite, Knet khen ngợi hết lời nhưng vẫn còn tiếc nuối một điều. BTS có những ca khúc với thành tích bền bỉ đến mức mà nhiều người phải kinh ngạc. Nhóm hiện tại đang có Ship Ring Day nắm giữ kỷ lục bài hát có thời gian trụ hạng tại bảng xếp hạng Melon lâu nhất là 211 tuần. Ngoài ra, nhóm cũng còn Boy With Love cũng đang trụ hạng tại Melon đến 99 tuần và vẫn còn tiếp diễn. Tuy nhiên, có lẽ sắp tới thì BTS sẽ đón nhận thêm một ca khúc có sức sống zombie hơn nữa, bằng chứng là Dynamite, thậm chí còn vừa phá được một kỷ lục tồn tại 29 năm trong lịch sử làng nhạc Hàn Quốc. Cụ thể, trong tập phát sóng Music Bank ngày 5 tháng 3, hai ca khúc chủ đề được đề cử top 1 là Celebrity của IU và Dynamite của BTS. Cuối cùng, kết quả cho thấy rằng BTS giành chiến thắng với 4.990 điểm, hơn 90 điểm so với bài hát của IU. Phân tích điểm số của Dynamite như sau. Điểm nhạc số Digital là 2.065, điểm lựa chọn người xem là 691, điểm phát sóng trên KBS là 358 và điểm album là 1.876. Với chiến thắng này, Dynamite đã trở thành ca khúc có nhiều chiến thắng nhất trong lịch sử các show âm nhạc, với 32 lần đạt cúp 1. Dynamite là ca khúc phát hành vào ngày 21 tháng 8 năm 2020 của BTS, tức là đã hơn nửa năm trôi qua nhưng nó vẫn còn có thể nhận cúp 1. Nhiều Knet đang dành nhiều lời khen ngợi và chúc mừng, nể phục sức ảnh hưởng của Dynamite. Tuy nhiên vẫn còn có một điều khiến họ vô cùng tiếc nuối. BTS chưa từng góp mặt trên các show âm nhạc để quảng bá nhận cúp và diễn encore cho bài hát này. Theo đó, Dynamite vốn dĩ là một ca khúc không quảng bá tại các show âm nhạc của Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi họ phát hành album B với Life Goes On, nhóm cũng không xuất hiện để quảng bá những show này. Vì vậy, dù đã chiến thắng đến 32 cúp trong hơn 6 tháng, nhưng Knet vẫn chưa một lần được xem nhóm phát biểu, nhận cúp và diễn encore. Một số người khẳng định nếu 7 thành viên có đi show âm nhạc thì số cúp không chỉ dừng lại ở con số 32. Bởi có một số show phải yêu cầu nghệ sĩ phải trình diễn quảng bá thì mới được nhận đề cử top 1. Fan của G-Idol gửi tối hậu thư sau khi biết Sujin vẫn không rời nhóm khiến Knet kinh ngạc. Liên quan đến những tin đồn bạo lực học đường của Sujin G-Idol sau nhiều ngày im lặng, vào tối ngày 4 tháng 3 vừa qua, QB đưa ra một thông báo chính thức khác tuyên bố rằng họ vẫn chưa thể xác minh được những cáo buộc nhắm vào cô có thực sự chính xác hay không. Bên cạnh đó, công ty chủ quản của G-Idol cũng thông báo rằng Sujin sẽ tạm ngừng hoạt động sau những bê bối này và G-Idol vẫn sẽ tiếp tục quảng bá với đội hình 5 người. Tuy nhiên, lời giải thích này của công ty chủ quản chẳng những gây phẫn nộ cho cộng đồng mạng Hàn Quốc mà còn khiến các fan của G-Idol cảm thấy khó chịu. Không lâu sau khi thông báo của công ty được đưa ra, ngày 5 tháng 3, cộng đồng fan của G-Idol trên DC Gallery đã đăng tải tối hậu thư thứ hai của mình nhằm nêu rõ lập trường về vụ bê bối của Sujin. Scandal đã và đang gây ra những tác động tiêu cực đến hình ảnh và danh tiếng của cả nhóm. Trước đó, vào ngày 23 tháng 2, DC Gallery của G-Idol cũng đưa ra một thông báo khẳng định trừ khi QB giải thích rõ ràng về tranh cãi lần này, nếu không họ sẽ không thể tiếp tục ủng hộ cho Sujin được nữa. Thông qua tuyên bố thứ hai lần này thì DC Gallery của G-Idol cho biết, dù QB mới là bên phải chịu trách nhiệm cho sự việc không gặp gỡ nạn nhân, nhưng họ lại giải thích rằng phía nạn nhân không muốn gặp mặt và điều này hoàn toàn không giúp ích được gì cho quá trình giải quyết vụ việc.
Ngoài ra, các fan cũng chỉ trích lập trường của QB khi nói rằng đúng là họ đã cãi nhau qua điện thoại, nhưng chúng tôi chưa thể xác nhận được những lời cáo buộc bắt nạt của người đăng bài. Fan của G-Idol tuyên bố rằng cách giải thích này của QB chỉ gây ra thêm những mối hiểu lầm và nghi ngờ khác, đồng thời cũng là minh chứng cho việc QB không hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách là một công ty quản lý phải ra sức bảo vệ nghệ sĩ. Đồng thời, DC Gallery của G-Idol cũng bày tỏ sự ngờ vực về việc Suzin sẽ tạm ngừng hoạt động và nhóm sẽ tạm thời quảng bá với đội hình 5 thành viên. Người hâm mộ tuyên bố họ không thể chấp nhận được những lời giải thích mà QB đưa ra vào ngày 4 tháng 3 vừa qua. Chúng tôi nghi ngờ liệu việc để SEO Suzin tạm ngưng hoạt động và cho G-Idol quảng bá với 5 thành viên trong một thời gian ngắn thực sự có ý nghĩa gì ở đây. Đây là một hành động lừa dối người hâm mộ và xem thường công chúng, những người vẫn luôn theo dõi vụ việc này. Cuối cùng, DC Gallery của G-Idol đưa ra tuyên bố cứng rắn. Chúng tôi yêu cầu QB Entertainment phải giải thích cụ thể về quá trình xác minh và làm sáng tỏ sự thật trước 9 giờ tối ngày 8 tháng 3. Nếu công ty vẫn không đưa ra lập trường, bổ sung hoặc thiếu sót những nội dung cần thiết, chúng tôi buộc phải tiến hành tẩy chay thành viên SEO Suzin. Trong cùng ngày, một tối hậu thư khác cũng gửi đến QB Entertainment cũng được đăng tải. Và lần này xuất phát từ đội ngũ hỗ trợ streaming cho G-Idol, họ cho biết chỉ với lập trường của QB thì chẳng thể giải thích được về bất kỳ sự thật nào liên quan đến nạn nhân và thủ phạm trong vụ bạo lực học đường. Câu nói không thể xác nhận sự thật của công ty thật sự rất thiếu thuyết phục và lập trường không rõ ràng này đang gây thiệt hại cho cả nhóm. Đội ngũ hỗ trợ streaming cho G-Idol cũng đưa ra một yêu cầu tương tự như DC Gallery, rằng QB phải đưa ra một lập trường rõ ràng mà tất cả mọi người đều cảm thấy chấp nhận được trước 9 giờ tối ngày 8 tháng 3. Họ tuyên bố, trong trường hợp mà công ty không đưa ra được lập trường bổ sung hoặc có nhưng công chúng vẫn không thể chấp nhận được, chúng tôi sẽ xem như đây là một sự bất tín nhiệm và sẽ xem xét xúc tiến nhiều hoạt động tẩy chay, bao gồm cả việc buộc Suzin phải rời nhóm để khôi phục hình ảnh và hoạt động của G-Idol. Hai bản tối hậu thư của fan G-Idol nhận được rất nhiều sự đồng tình và lời khen ngợi từ cư dân mạng Hàn Quốc. Khi của Shinee nghẹn ngào nói nhớ người anh quá cố Jong Hyun trên sân khấu chiến thắng. Tập phát sóng thứ 700 của show ca nhạc đình đám Em Countdown đã khép lại với chiến thắng của Shinee và ca khúc Don't Call Me. Trong bài phát biểu nhận giải này, khi đã thay mặt cả nhóm gửi lời cảm ơn tới ekip hỗ trợ và người hâm mộ thân yêu, nam thần tượng không kìm được nước mắt khi nhắc tới thành viên quá cố Jong Hyun nhân dịp đạt thành tích đặc biệt sau quãng thời gian dài khó khăn. Giữa bài phát biểu, khi gần như nghẹn ngào vì quá xúc động, đây là điều mà tôi gần như không thể nói trong quãng thời gian vừa qua. Ngay lúc này, có một người mà chúng tôi luôn nhớ đến. Dù anh ấy không ở đây nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy giây phút này thật trọn vẹn và tuyệt vời. Tôi muốn nói rằng chúng tôi thật sự rất yêu anh ấy. Khi cố kìm nén nước mắt và nhanh chóng chuyển mic cho Taemin, dù nam thần tượng không đề cập trực tiếp đến tên của Jong Hyun, nhưng người hâm mộ vẫn có thể cảm nhận được nỗi nhớ khôn nguôi mà bốn màu Shiny dành cho nam nghệ sĩ quá cố. Taemin khép lại phần phát biểu với lời cảm ơn dành cho fandom. Chúng tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn. Các thành viên đã làm việc chăm chỉ và sẽ sớm phát hành album trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa để ra mắt những sản phẩm tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi tin tức tổng hợp cuối ngày của Knews 24 giờ. Đừng quên chia sẻ video và đăng ký kênh để luôn được cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất cùng với Knews 24 giờ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.